Chúng ta không làm bài tập thì cái kiến thức nó không đọng lại và nó có thể trôi đi mất sau khi chúng ta rời khỏi chương trình này. Vì đấy là lý do mà tôi khắt khe với các bạn trong cái vấn đề làm bài tập. Chúng ta quay trở lại những cái thầy học trò ngày xưa kiểm tra đầu giờ 15 phút đúng không?